Rồi hôm nay em xin chào cả nhà thân yêu của em nha. Thì hôm nay cũng tới ngày đi thăm bầy rắn rồi nha cả nhà. Em cũng mới vừa tới chỗ luôn, đầy nắng quá trời nắng luôn. Trời giờ này ổng kéo mây cả nhà, ổng kéo mây mà ổng vẫn còn nắng nha. Em kỉnh nữa luôn. Em đem theo 5 cái bẫy nha, đừng chút xíu nữa em đặt chỗ khác nha cả nhà. Thì hành trình của em cũng giống như hàng ngày thôi cả nhà. Cái bẫy xi cua chuột nha cả nhà, em đem ba mấy bốn chục con chuột á. Đây là lúa nha cả nhà, lúa tô lưới nằm trong đây nước uống. Thì bây giờ em mời cả nhà cùng trải nghiệm đi thăm bầy rắn với em ngày hôm nay nha cả nhà. Chúc cả nhà mình ngày mới vui tươi, an lành, hạnh phúc và tràn đầy thành công trong công việc nha cả nhà. Không biết bữa nay có thành quả gì không đây nữa, ngày hôm qua thấp quá thấp cả nhà ơi. Bây giờ để tới cái bẫy liền quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Cả nhà xem video cả nhà thấy hay hữu ích thú vị cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh giúp em nha. Em chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Tới cái bẫy đầu tiên nha cả nhà. Chui vô tung lùm tung bụi. Cặp mé bật lên cả nhà. Kinh nó múc lên á. Đất gồ ghề khó đi. Dưới đây nha cả nhà. Mấy bên đó em không biết đường nào em qua luôn cả nhà. Hồi lại đằng kia coi cái đường qua đường nào có cầu không, đi qua bên đó đặt nha cả nhà. Ồ em thấy có phân cả nhà, bầy này bầy mới nha cả nhà. Nè. Ngay ông ta em chỉ nha cả nhà. Phân nhưng mà phân này nó dính ít nha cả nhà. Ấy văng ra ngoài luôn rồi. Văng ra ngoài nè cả nhà. Còn không hành cả nhà ơi. Ăn nó ói ói ruột lên. Ồ, có lý nha cả nhà. Con này chắc được 4 lần lưỡi 5 lạng cả nhà. Rồi, đem bỏ vô xong mình chút xíu là em đặt lại xong chút xíu nữa bắt lại sao nha cả nhà. Tiếp tục nha cả nhà, hôm nay em có 1 cái. Thêm cái này nữa xong lại bắt con rắn ra luôn nha cả nhà. Và cái cỏ này trời mưa mau lên thấy ghê luôn. Hôm bữa mới cắt này nay lên nữa cả nhà. Rồi cái bẫy sao tống tơn vậy? Ồ, có hàng cả nhà. Em nó nằm đây. Trời ơi, nó ị phân à. Một đống luôn. Con này chắc được nhì á cả nhà. Rồi, để em lại bắt hai con rắn ra luôn rồi em đặt lại nha cả nhà. Rồi, để em bắt hai rắn ra nha cả nhà. Con này chắc được 5 lạng cả nhà ơi. 5 lạng hơn 5 lạng. Mới được duy nhất được không? Hơi nắng cả nhà, chá cả nhà thông cảm như em nha. Ở ngoài đồng nó không có bóng mát cả nhà. Ra con. Cá nha cả nhà. Con này chắc được 5 lạng thôi cả nhà ơi. Nhỏ. Được nhì ba lần lưỡi ạ. À. Ba lần lưỡi nha. Ra cái nó ỉ nó đái gì cái đái. Rồi, để em bỏ chuột vô để đặt lại xong rồi tới bẫy tiếp theo em quay cho cả nhà cùng xem nha. Rồi bây giờ để em tiến hành bắt con hổ sáp lên nha cả nhà.
còn cái túi lưới à, túi lưới nhỏ à, hết túi lưới nhỏ luôn cả nhà, còn con cái nữa. Con này cả ký cả nhà. Ôi nó dài sọc luôn á cả nhà ơi, con này nó dài lắm luôn á, được không? Nó ra cái nó phùng mang cả nhà. Dài sọc luôn cả nhà ơi. Con này cái cả nhà ơi. Cái. Con này khả năng có trứng nữa nha. Con này khả năng có trứng nha. Mập lắm luôn cả nhà ơi. Cả ký mốt luôn cả nhà chứ không phải một ký đâu, cả ký mốt ký hai cả nhà. Rồi bây giờ để em ướp máy em xử lý cái bẫy này xong em đặt lại đi thăm tiếp nha cả nhà. Bữa nay quá hơn cả nhà ơi. Tiếp tục cả nhà. Ở đây em có một cái nè. Cái lùn này hình như em có 8 cái hay sao ạ. Nó không dính thì nó mất nữa cả nhà, thì em dời tới giờ lui á, chắc còn hình như em nhớ là còn hình như 8 cái, ồ dính nữa cả nhà ơi, nè mới về vỏ là cái dính, thấy thì dính luôn cả nhà, nằm một đống á, nhưng mà nhỏ nha cả nhà, còn con chuột luôn, trời ơi thấy thèm thiệt chứ, hành ba cả nhà ơi. Rồi để em ốp máy em xử lý cái ca này luôn nha cả nhà, con chuột nó cũng muốn mù mắt chảy nước mắt. Ông trời mà ông mát mát thì ông đừng mưa cả nhà. Ông không mưa là đi khỏe lắm nha cả nhà. Còn ông mưa rồi đi nữa. Nó ướt mà nó ngứa nữa. Khó chịu lắm luôn. Nói vậy anh em đi săn bắt cực khổ lắm nha cả nhà. Cả nhà xem video thì cả nhà đăng ký kênh chia sẻ giúp anh em tụi em nha cả nhà. Đây. Em có một cái nữa cả nhà. Hình như chết chuột thì phải. Thiệt mà nhìn bóng chết chuột cái nhà ít, còn chuột mà hết lúa cái nhà, cái này không dính nha cái nhà. Em tới điểm mới này nha cái nhà, thì cái điểm kia 8 cái em dính được 4 con nha cái nhà. Ở đây em có 2 cái nè, điểm này điểm khác nha cái nhà. Cái này chạy được mấy chuyến cái này không chạy nữa cả nhà, còn lúa luôn nha cả nhà. Mới mưa xong ướt mềm ướt mẹp đó. Ủa cái chỗ em đặt nó mất tiêu rồi. Ok đó. Những cái đằng đây gì đó nha. Lộn chỗ rồi. Đằng đó kìa.
cỏ nó lên cao quá cho nên lọn chỗ như cả nhà. Rồi cái này cũng tống lỏng luôn cả nhà. Chết chuột rồi cả nhà ơi. Tiếp tục nha cả nhà. Cái điểm bên kia hai cái không dính cả nhà ơi. Bên đây em có một cái cặp bờ cặp cái máy kinh ngay chỗ cái dốc cầu nè cả nhà. Ồ nặng nặng nè. Ôi con hổ hành. Dính hổ hành còn chuột luôn cả nhà. Hổ hành mới vô. Hành ba nha cả nhà. Rồi, để em đặt lại cái bẫy xì cua cái chút xíu xử lý nó sao nha cả nhà. Tiếp tục nha cả nhà. Trong kia nó mở nhạc không biết có thu vô được hay không nữa. Để mở nhạc cao kê nó hát sùm. Ồ nặng cả nhà ơi. Còn con hổ ngựa. Con hổ ngựa nha cả nhà. Để em đặt lại cái bẫy xì cua cả nhà ơi, có người. Rồi thì cả nhà ơi, em thăm cũng hết bẫy rồi nha cả nhà. Hồi nãy con hổ ngựa với con hổ hành á, em bắt ra luôn rồi mà em không có quay cho cả nhà mình xem được. Chết bà, cái con rắn hổ em bỏ ngoài ngoài xe rồi cả nhà ơi. Em bỏ rắn hổ ngoài xe. Tại vì em đem hai cái giỏ cả nhà, mang theo thì nó cũng thấy nó cũng nguy hiểm mang trên lưng cả nhà. Cho nên em để em mang nó ngoài xe rồi. Thì bây giờ em kết thúc mà không có nó nữa cả nhà thông cảm cho em nha. Tại vì em bỏ nó ngoài xe nè cả nhà ơi. Thì cũng được con nhất với lại hai con nhì, con hổ ngựa với con ba nha cả nhà. Là hổ hành á. Hổ hành thì được con nhì, con nhất, con ba, hai con ba với lại một con rắn hổ nha cả nhà. Thì tổng cộng bữa nay là được 5 con nha cả nhà. Con hổ ngựa nữa, 6 con chứ. Con hổ ngựa nữa. Thì clip đến đây em xin kết thúc nha cả nhà. Cả nhà xem video cả nhà thấy hay hữu ích thì cả nhà hãy nhấn like nha cả nhà và chia sẻ kênh ủng hộ em nha cả nhà, đăng ký giúp em. Em chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Còn bây giờ thì em xin nói là tạm biệt và hẹn gặp cả nhà mình trong clip tiếp theo nha cả nhà. Bye bye.